Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng các quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một mẫu tinh thể thạch anh ám khói. Đá nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Tất cả các cái chóp cạnh ở đây nó đều là nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Cái viên này có độ da gương cực kỳ tốt quý vị này. Rất bóng luôn. Hoàn toàn là tự nhiên quý vị nhé. Trong quá trình hình thành tự nhiên hết, không hề mài giũa, chưa hề cắt gọt gì cả. Đây là phần chân của đá này. Một mẫu tinh thể thạch anh khói, hoàn toàn là nguyên bản, nguyên zin tự nhiên. Mẫu này thì có chiều dài này, nó là 14 cm. Chất đá thì cực kỳ đẹp. Này nó còn có cả phantom quý vị nhé, mọi người nhìn kỹ ở phần chóp này. Ở phần chóp của đá, đấy mọi người nhìn kỹ bên trong nó như là có một cái cây thạch anh con nó mọc ở bên trong ấy. Nó thạch anh phantom. Viên này có khối lượng của đá nặng là 1 kg. Và hiện tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 450.000 đồng. Nếu quý vị nào quan tâm muốn sở hữu hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354099099. Quý vị chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho các quý vị. Nếu khách hàng chuyển khoản trước thì sẽ được bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên thì khi đó quý vị chịu giúp cho tôi cái phí ship. Cam kết là hàng thạch anh khói chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Nếu mà sai so với cam kết xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định cho viên đá. Quý vị có thể kiểm định ở bất kỳ trung tâm kiểm định đá quý nào trong nước cũng như ngoài nước. Nếu mà không phải thạch anh chuẩn tự nhiên thì tôi xin đền theo đúng với cam kết với các quý vị. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất mà hàng ngày kênh Đá Phong Thủy sẽ up lên các sản phẩm để phục vụ các quý vị khán giả. Ngày nào kênh của tôi luôn luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy được up lên để phục vụ các quý vị. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.